Nhìn xuống dưới đây là mình sẽ thấy đường Trần Phú Nha Trang này các bạn. Nhìn qua góc bên này là mình sẽ thấy được biển Nha Trang về phía bắc đây. Phòng này thì các bạn cứ liên hệ với lại Xuân Ly, là số điện thoại trên màn hình là 0973 510 259. Xuân Ly sẽ làm một cái giá tốt nhất để cho các bạn có một chuyến du lịch vui vẻ tại thành phố biển Nha Trang. Không gian ở ngoài sân nó là rất là đẹp luôn. Ở hành lang là nhìn thấy rất là sạch sẽ. Ở đây đạt được cái yếu tố đó là không mùi. Cái phòng này rất là sạch và không có mùi nữa các bạn. Giá cả thì liên hệ với lại Xuân Ly. Em ấy sẽ tư vấn và hỗ trợ cho mình. Đây là vẻ ngoài của khách sạn. Có swimming pool. Nằm tại trung tâm Trần Phú luôn. Bây giờ mình sẽ đi tham quan thêm một số căn phòng khác thêm hả? Ok. Có ghế sofa nè, để lên ngắm biển. Anh đừng dừng lại đi. Chỉ có được 3 người đó ngồi. 3 người nữa hoặc là 2 người nữa và 2 trẻ nữa thì Mình xem thêm một phòng nữa nha. Phòng này thì kề cái phòng bên cạnh một tí. Phòng này cũng ở tầng 12. Phòng này là phòng dành cho gia đình đó em. Ba người lớn, hai trẻ em. Hoặc là 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 12 tuổi. Có nghĩa là hoặc nha, 3 người lớn hoặc 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 12 tuổi. Đây sẽ là nhà phòng dành cho gia đình tại khách sạn 5 sao Winland cô chú anh chị và các bạn nhé. Phòng này là bao nhiêu mét vuông em Xuân? Chị thích 50 mét vuông anh. 50 mét à? Phòng này là dành cho 3 người lớn hoặc là 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 12 tuổi. Phòng này thì có view xéo biển. Ở đây thì sẽ trang bị cho mình một giường lớn và một cái giường nhỏ. Giường lớn là dành cho người lớn, còn giường nhỏ là cho mấy trẻ em. View đây là view xéo biển. Ngồi đây là mình sẽ nhìn thấy biển bên đây. Hướng là sẽ nhìn về núi Cô Tiên và phía bắc Nha Trang. Phòng này rộng 50 mét vuông. Cũng trang bị nước uống cũng như là miễn phí nước uống cà phê ở tại đây. Còn khi cần phục vụ gì ca thì có thể liên hệ với lại bộ phận lễ tân và ấy sẽ hỗ trợ cho mình. Ở đây có cái phòng này là dành cho gia đình này là sẽ có cái bàn phòng khách. Phòng ở đây thì có thêm cái bàn để các bạn nhìn ra view biển đây.